Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình thân yêu trong bản tin của buổi tối hôm nay nha. Buổi tối hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho quý vị một câu chuyện rất là buồn cười và rất là hấp dẫn. Bọn nó coi như là tự khai đàn chị của mình ra. Thưa với quý vị, đàn em khai đàn chị, trời đất ơi, bởi vậy tôi nói nghiệp quật là đúng rồi, không có chạy đường nào trật hết trơn á. Tôi nghe mà tôi mắc cười. Hồi chiều nay tôi tính làm rồi, nhưng mà thưa thật với quý vị rằng là tôi để tối, rảnh rỗi tôi mới làm. Đây, thì kính thưa với quý vị, quý vị có khi nào mà thấy cái cảnh mà người ta diễn tả cái con bò mẹ này mà khi mà nó vào trong cái nơi mà nhà đá đó mà để mà chuẩn bị coi như là xét hỏi á, mà nó ngồi nó khoanh tay kêu dày. Và nó có, trời ơi, đây thằng em nó diễn tả lại mà tôi nghe, tôi nói thiệt với quý vị luôn, bây giờ thôi mình nói làm gì, mở cho quý vị nghe luôn nha, mời quý vị nghe nè. Bây giờ nhốt chung với mấy con đó mà một anh nói là y như trong phim luôn. Ồ, vậy đó hả? Đâu mất tiêu là tự nhiên đưa chị Ni vô đó. Tại chị Ni biết rồi. Mẹ nhìn con nào con nấy nó như sumo. Nó xăm người bít hết. Vậy đó hả? Chà, ghê ta. Mà mọi người, bạn kể cho mọi người nghe cái này, mà mọi người mới thấy là chị Ni bản lĩnh như thế nào. Wow, dữ vậy đó hả? Ghê vậy ta. Khi mà đưa chị Ni vô á, chị Ni chỉ ngồi phanh tay như vậy nè. Phanh tay vậy nè. Chị Ni cũng mệt. Mà chị Ni biết là mình bị gài rồi. Bị gài. Đó, cho nên là chị Ni đang suy nghĩ. Suy nghĩ sao? Để làm sao mà chống lại cái ác. Chà, ghê vậy ta, chống lại cái ác. Chà, trời ơi, đi cướp giật có tổ chức mà cũng phải chống lại cái ác là sao? Cái lần này là lần đầu tiên tôi nghe trong đời nghe, không biết tôi nghe có rõ hay không, hay là tôi bị lùng bùng như quý vị. Ủa, sao có cái chuyện này? Đi cướp giật có tổ chức bị bắt vô mà chống lại cái ác là chống sao? Rồi mời quý vị nghe tiếp chút xíu nữa. Thì nó đưa chị Ni vô trong đó đêm đó. Là mấy cái con đó đó. Mấy cái con tự tù đó đó. Nó mới đứng xung quanh. Rồi sao nữa? Xăm mình xăm Mỹ rồi vậy nè. Nó hỏi chị Ni á, là mày tội gì? Ghê vậy. Rồi trả lời sao? Chị em trả lời sao em? Chị Ni chỉ trả lời vậy nè. Cướp. Như vậy là đàn em này rất là trung thành nha quý vị. Đàn em này rất là trung thành, trung tín nha. Trời đất ơi, vậy đó mà từ bấy lâu nay mấy thằng bò con kia nó nói không. Chị Ni nó kể cả cái con vô ơn cũng vậy, chị Ni ma cô của nó là về bên đó có một chút xíu công việc, giải quyết công việc gia đình. Rồi mai mốt là chị Ni ma cô của con sẽ live stream, rồi sẽ thông báo cho cả nhà, chứ đừng bao giờ nghe những mấy ông mấy bà kia ngồi nhà đu dây điện nói bá sàm bá lát. Phá hoài phá tụi con hoài Ủa bữa nay sao tự nhiên là có người đàn em lên nói nhận. Wow, như vậy là chị Ni ma cô vào trong đó cũng nhận đúng không? Nhận mình là gì đúng không? Là cướp giật có tổ chức đúng không quý vị? Mình tội gì thì mình phải nói tội đó chứ, làm sao mà mình giấu được? Mình cãi nó hả? Nó bực cho chứ ở đó mà cãi. Nếu như đổi lại mọi người thấy mấy con đó mọi người đái trong quần luôn chứ đừng có nói là đúng rồi. Mà còn bình tĩnh để mà đối kháng, đấu trí với cái bọn đó. Trời, đấu trí dữ ta. Đấu trí rồi cuối cùng có khai không? Mọi người thấy ghê không? Bây giờ nhốt chung với mấy con đó mà một ai nói là y như trong phim luôn. Đưa chị Ni vô đó. Tại chị Ni biết rồi. Biết rồi. Biết sao? Mẹ nhìn con nào con nấy nó như sumo. Bự nó vậy đúng không? Bít hết. Như vậy là biết rồi, biết thế nào là mình cũng đã coi như rằng là đền tội rồi đúng không? Vậy đó mà tụi bay dẫn dắt, tụi bay nói là không. Không có chứng cứ, không thuyết phục. Cái clip ở tại sân bay là không thuyết phục. Cái clip mà
mà đưa coi như là còng bạc vô á, vô tay đã tặng cái chiếc ra dòng bạc vô tay, inox vô tay cũng không thuyết phục. Rồi bây giờ tụi bay tự tụi bay khai ra chứ ai khai, tự tụi bay khai chị hai tụi bay ra, tự tụi bay coi như là khai mẹ tụi bay ra chứ ai khai hả, ai khai, ai nói gì đâu, đúng không? Như vậy thì tụi bay biết nhận như vậy là được rồi nha. Mình có gì mình nhận đó, mình cướp giật có tổ chức thì mình nói cướp giật có tổ chức, mình vô trong đó thì hỏi thì cũng trả lời là cướp giật thôi. Mình làm cái gì thì mình nói cái bà đó. Mọi người, bà kể cho mọi người nghe cái này, và mọi người mới thấy là chị Ni bản lĩnh như thế nào. Bản lĩnh sao? Nó kể nghe coi. Khi mà đưa chị Ni vô á, chị Ni chỉ ngồi phanh tay như vậy. Phanh tay như vậy nè. Chị Ni cũng mệt. Cũng mệt. Chị Ni biết là mình bị gài rồi. Bị gài. Đó. Ai gài vậy? Ủa mình đi ăn cướp ăn giật mà thì mình bị bắt là bình thường chứ ai gài? Ai gài mình? Hả? Ai gài mình? Rồi kính thưa quý vị, mình phải nói câu rằng là đến thời điểm này tụi này nó mới công nhận chị hai nó là bị bắt. Như vậy thì tôi cho rằng là ở đây chúng tôi nói là sự thật, đúng không quý vị? Bao nhiêu ngày nay chúng tôi lên tiếng nói, gần một tháng nay chúng tôi đã nói về, đưa tin về cái vấn đề này. Thì bên kia nó phản bác, nó cho rằng là chúng tôi là người nhà đu dây điện, nói bậy, nói bá sàm bá láp. Nhưng mà rồi bây giờ đàn em của nó cũng thừa nhận là chị của nó bị bắt về cái tội ăn cướp ăn giật. Như vậy thì quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Chúng tôi nói đúng hay nói sai? Mấy anh đĩa, mấy chị đĩa ở đâu vô đây nghe đi. Đó, bây giờ là cái thằng dịch bẩn này nó đưa lên rồi, bây giờ quý vị thấy không? Trên không gian mạng bây giờ nó tràn hàng, người ta cắt ra, người ta làm từng đoạn từng đoạn. Bây giờ nó xin lỗi quý vị rằng là tràn hà trên đó. Chứ ở đây chúng tôi không dẫn dắt, chúng tôi không có nói bậy. Chúng tôi nói cái gì là phải có chứng cứ, chứ chúng tôi hoàn toàn không nói bậy. Và đồng thời nữa thì nói thật với cả nhà rằng là cái câu chuyện này á, mình phải xác nhận đây là câu chuyện thật chứ không phải hư cấu. Rồi bây giờ nói thật với quý vị, nói thêm một cái tình tiết thứ hai nữa. Cái ngày mà Nimaco về đến sân bay, vợ chồng chuột ra đón, đem xe ra đón. Chà, nồng hậu quá, chu đáo quá, lịch sự quá. Như vậy ngồi trên xe, để rồi cuối cùng á, quý vị biết sao không? Đăng lai, cái con mẹ của mình á, nó ăn trầu, cái cặp mắt ăn trầu bị bầm, thành ra là cuối cùng nó phải đeo kiếng nó che. Thì bây giờ không lý có một mình con mẹ mình đeo kiếng mà con không đeo kiếng, thì buộc lòng mấy con chuột cái nó cũng phải đeo kiếng. Nó đeo kiếng để cho đồng thanh đồng thủ mà, với để ta nhìn, để vừa công đôi chuyện. Thứ nhất rằng để cho người đánh lạc hướng người ta là cặp này nó đang đeo kiếng hết cả hai đứa, chứ không biết là cái con mẹ của mình là đang bị cái như rằng là đôi mắt ăn cầu. Rồi sau đó đó, thêm một cái chiêu thứ hai nữa mà cộng đồng mạng đang theo dõi và suy đoán rằng là hai cái đôi mắt kiếng này của hai con người này là có thể là đi chung với nhau trong tương lai. Thưa quý vị, đó quý vị nghĩ sao? Rồi thêm cái nữa đó, thưa với quý vị rằng là like một chút xíu, quý vị có nhớ đến cái tình tiết khi cái con Nimaco này đang like thì có một cuộc điện thoại tới bất chợt, thì cái môi của Nimaco á, cái cặp mà mỏ bò đó mà nó nhập lên nhập xuống mà tía lìa vậy quý vị. Nó rung lập bập bảy bảy lại bảy vậy đó. Rồi thì tức tắc thì nghe xong mà chưa nghe được cái chút xíu, chưa được có như là 10-15 giây là bên kia là chuột đồng chuột cống nó lật đặt, nó tắt like mà không xin, không chào quý vị luôn, không chào khán giả luôn, tắt like một cái bụp luôn, không từ giả luôn. Thì quý vị hiểu như thế nào cái câu chuyện này rồi, cái cuộc điện thoại nó quan trọng cỡ nào và cái cuộc điện thoại này nó có giá trị hay không. Và từ đó đến bây giờ thưa với quý vị là
Cái con Ni Ma Cô này hoàn toàn không dám lên live nữa, không dám xuất trình lộ diện nữa, tại vì rất là sợ. Thưa quý vị, rất là sợ. Và hiện nay thưa quý vị, rằng cái câu chuyện mà ôm kết sắt này, cướp giật kết sắt của tổ chức này cũng chưa có xong. Người ta họ có thể triệu hồi về bất kỳ lúc nào. Họ có thể triệu hồi về bất kỳ lúc nào. Khi người ta cần, người ta triệu hồi phải có mặt. Còn không á, thì tất nhiên là lúc đó là sẽ biết. Rồi, thì thôi đến đây Long cũng xin chia sẻ cái bản tin này cho quý vị trong buổi tối hôm nay. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Và Long có bán nước hoa, hương hoa đến từ Pháp quý vị nha. Một chai 30ml, 320.000 đồng một chai, bao ship toàn quốc. Nếu ai mua 2 chai thì chỉ có 600.000 đồng, cũng bao ship toàn quốc quý vị nha. Nước hoa nam, nước hoa nữ, nhiều màu sắc, nhiều cái như là mùi hương khác nhau. Từ nặng cho đến coi như rằng là nhẹ, từ nhẹ cho đến nặng. Ví dụ như quý vị muốn mùi đậm đặc, mùi gắt một chút thì bên nam có. Rồi cái mùi nhẹ, mùi thoang thoảng, mùi nhẹ nhàng, mùi có nhiều loại mùi hương khác nhau thì quý vị muốn lựa chọn như thế nào thì tùy. Rồi thì kính thưa quý vị, và bên cạnh đó Long còn hai lít mật ong. Nếu ai mua xin inbox cho Long trên số điện thoại ở trên màn hình nha. Số điện thoại của Long là 0906125479. Quý vị mua trước sử dụng, sau đó ủng hộ Long, Long xin chân thành cảm ơn. Và 2 lít mật ong này là 2 lít mật ong rừng nguyên chất quý vị nha, không pha không trộn, 550.000 đồng một lít, bao ship toàn quốc. Rồi xin kính chào quý vị, bye bye.